Xin chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Giang Phúc Sen. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đầu tiên là một mẫu dao mèo mini nha. Một mẫu mèo mini bản 10cm. Ở đây thì em sẽ có một em mèo mini như thế này, có mã là M10DD. Em này thì hiện tại đang có giá là 580.000. Lưỡi này thì sẽ dài 10cm này, và bản rộng ở đây thì chỉ rơi vào 3,5 thôi. Đây là một cái mẫu mèo mini này, sống dao sẽ rơi vào 3 ly. Và cán và vỏ này, cán và vỏ này thì sẽ là gỗ cẩm chỉ nhá. Gỗ cẩm chỉ ở đây thì khâu và chốt thì sẽ là đồng thau này. Đó, những cái mẫu bản mini như thế này thì mình sẽ chuyên để mình gọt rau củ quả này. Ngoài ra thì nếu mà anh chị nào mà mình hay đi câu này, mình đi phượt thì mình cũng thể là bỏ túi những cái con mini như thế này. Nó rất là an toàn luôn, có vỏ an toàn này. Mà ngoài ra thì nó cũng rất là tiện, mình có thể là mình vừa lọc được này. Những cái mẫu như thế này nếu mà mình lọc cá này, mình mổ cá thì cũng được rồi này. Ngoài ra thì mình khi mà mình cây này thì mình có thể thái được luôn. Đó, một cái mẫu dao đây, nhìn dáng nó rất là bầu bĩnh này. Cán ở đây thì sẽ rơi vào khoảng 12,5cm mọi người nhá. Đó, 12,5cm. Ở đây thì sẽ được tết bằng dây mây này và dây đay, sẽ có thêm hai cái đầu su may mắn như thế này cho mọi người. Đó, nhìn nó rất là xinh đúng không ạ? 580.000 một em này ạ. Đấy, 580.000 một em này. Em này là một cái mẫu dao mini, mình có thể là mình mang theo mọi lúc mọi nơi, mình bỏ ba lô túi sách thì đều rất là tiện. Tiếp theo thì em biết là mọi người cũng rất là hay đi phượt, rất là thích đi phượt này. Nhiều anh chị thì khi mà mình sử dụng trong gia đình mình bổ củi thì mình cũng muốn là có một cái con rìu nhỏ thôi, nó vừa phải thôi để mình có thể mình sử dụng, mình bổ củi, với cả khi mà mình đi đâu ấy thì mình mang theo nó cũng tiện ấy, mình bỏ ba lô, nhất là những cái con rìu này. Mình bỏ ba lô thì cái yêu điều kiện là cái cán của nó thì phải ngắn này, mình bỏ ba lô cho nó vừa sao mà nó không bị dài quá, rồi thì mình cho vào ba lô nó vừa này, nó gọn này, nó không tốn quá nhiều diện tích để khi mà mình đi đâu thì mình cũng có thể là mình mang theo ấy. Đấy thì em sẽ giới thiệu đến mọi người ở đây thì mã là R04N là một cái mẫu rìu bản vừa ở bên em, bản nhỏ đấy ạ. Còn cái bản to hơn thì cái lưỡi nó sẽ dài, lưỡi nó sẽ to hơn và cán nó sẽ dài hơn. Thì cây này thì hiện tại đang có giá là 580, và những cái mẫu như thế này thì rất là phù hợp để khi mà mình dùng để mình chẻ củi, mình bổ củi này, mình đi phượt này, mình chặt cây, mình đốn củi cũng được nhá. Nếu mà anh chị nào mình thích cái bản nhỏ này, ở đây thì cái phần cán này nó sẽ hơi uốn lượn như thế này, hơi uốn lượn một chút, nó sẽ không phải là kiểu thẳng tưng thì nó sẽ là rất là thô, nhìn nó không được đẹp đấy. Để mà nói là khi mà mình sản xuất ra một cái mặt hàng nào đấy thì mình cũng muốn là cái sản phẩm nó phải chất lượng, đầu tiên thì nó phải chất lượng đã, tiếp theo thì nó phải đẹp để nhìn nó đẹp này, để khi các anh chị mình mua mình tặng ấy cũng rất là hợp, để nó hợp lý hơn ấy. Đó thì cái em này thì cầm nó rất là đầm tay, sẽ nặng khoảng 800g mọi người nhá, 800g một cái cây này, cầm rất là đầm tay. Cái cây to hơn thì sẽ rơi vào khoảng 1,2 cân. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người là mã là R04N. Nếu mà mọi người muốn là cầm nó đầm tay hơn, chắc tay hơn và cái cán nó dài hơn thì mọi người chọn sang R04 giúp em. Cây đấy thì sẽ rơi vào 1,1 cân, 1,2 cân, rơi vào khoảng 1,1 cân, 1,2 cân ạ. Đó, cây này thì mình sẽ chuyên để bổ củi ấy nhá. Ngoài ra thì ở đây sẽ có, bên em cũng có đục thêm một cái lỗ này để mình có thể là, nếu anh chị nào mình thích thì em sẽ quấn như này, quấn những cái dây mây này, những cái dây đay ấy, quấn quanh cái rìu này để mọi người để cho nó thêm đẹp biết. Và ở đây thì nếu mọi người thích thì mọi người có thể là cột dây vào đây để mình treo lên đấy. Nhiều anh có sở thích sưu tầm rìu ấy, các anh hay cột thêm dây để treo lên cho nó tiện này. Cái rìu này thì sẽ có chiều dài lưỡi ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 12-13 thôi, và bản rộng ở đây sẽ rơi vào 14cm này. Sống rìu ở đây sẽ dày 3cm. Đó, sẽ dày 3cm này. Đây, cán này, được cha này, rất là chắc chắn luôn. Đó, đây nó sẽ, giữa rìu nó sẽ vát đều như này. Đó. Và cái cán này được cha rất là chắc chắn rồi, nên mà khi mà mình chặt ấy thì cũng không sợ là nó bị lung lay hay là không chắc chắn đâu. Nên là mọi người yên tâm nhé, cán này thì, đây, cán này thì sẽ được làm từ cán gỗ cẩm chỉ này. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người, đấy là một cái mẫu dao mèo đốt trúc bản vừa. Nếu mà mọi người thấy là cái em này nó quá nhỏ, hoặc là mình chỉ có thể là mình gọt hoa quả này, mình mang theo mình gọt hoa quả rồi thì mình vót cây, mình chẻ cành, mình cắt dây thôi, thì mình muốn là một cái cây nó to hơn một chút để mình có thể là mình vừa thái thịt này, ngoài ra thì mình có thể chặt được cả vịt ý.
Đó, tại vì là ở rau bi rừng thì nó rất là đa năng, chủ yếu là nó trái cây. Nếu mà mình đi phượt, đi cắm trại hoặc là mình đi picnic ấy, thì mình thích là nó phải vừa chặt được cả vịt này, vừa thái được, vừa chặt cây được, nó phải đa năng. Để làm sao ạ? Để khi mà mình đi chơi xa như thế, mình mang một cái sản phẩm nó vừa nhỏ gọn, nó vừa nhẹ thôi, không quá là cồng kềnh, để mình có thể mình vừa sử dụng được. Đấy, thì những cái mẫu da mèo thì nó cũng rất là đa năng. Và ở đây thì em cũng mang đến cho mọi người một cái mẫu mèo 25 sống trúc. Cây này thì thiết kế nó sẽ nhìn nó sẽ khác hơn so với những cái bản mèo truyền thống. Thì nó sẽ là sống trúc, và ở đây thì những cái vỏ như thế này thì thợ bên em, những cái bác thợ rèn này, rồi những cái bác thợ làm mộc ấy, đấy thì chạm khắc cũng rất là tỉ mỉ này, nhìn nó rất là đẹp và nó rất là đều này. Ở đây thì nó cũng sẽ là bản vỏ này thì nó cũng sẽ là ốp hai bên thôi, và chốt lại cố định bằng những cái đinh như này ạ. Đấy, chốt lại bằng những cái đinh như này, nhưng nhìn nó không lộ đâu ạ, không quá lộ đâu. Và những cái chốt mà như thế này thì cũng rất là đấy, rất là chắc chắn. Và con này thì nó cũng sẽ có chế độ khóa dao như bình thường, nó chỉ khác là cái vỏ này, những cái phần vỏ và về cái phần cán này nó sẽ là đốt trúc nha, đốt trúc. Và cái cán này thì sẽ là cán tra nhé, nó không phải là dòng cán ốp như là con bản cán mun đâu. Đó, nhìn bên ngoài thì nó rất là đẹp rồi. Thì mọi người có, em sẽ rút dao ra để mọi người có thể nhìn rõ hơn cái lưỡi dao ở bên trong nhá. Đó, đây dao bên em đây ạ. Tất cả thì sẽ có chữ HTX, dao phúc sen giật chìm, và có tem chống hàng giả như thế này. Đấy, còn đây là cái lưỡi dao này, cái bụng thì nó bầu bầu như thế này. Anh chị, nhiều anh chị đi thích cái dáng thon, nhưng mà em thấy là những cái dáng bầu như thế này nhìn nó sẽ, nhìn cái dáng dao nó sẽ nhìn nó khỏe khoắn hơn, nhìn nó như nào nhỉ? Nhìn nó sẽ khỏe khoắn hơn ấy. Đó, thì một cái mẫu dao như thế này mình có thể vừa trang trí này, mình vừa có thể sử dụng này. Đó, rất là đẹp luôn. Gỗ này thì sẽ là gỗ cẩm chỉ và được chạm khắc tạc này rất là tỉ mỉ luôn. Đấy, từng đường khắc này. Nó rất là đẹp luôn, và cái gỗ này nó lên vân cũng rất là đều nên là nó tạo cho con dao thêm cái độ đẹp này, cái độ ở đây thì bên em sẽ phun thêm một cái lớp để bảo vệ gỗ nên nhìn nó sẽ bóng hơn một chút. Đó, thì em sẽ giới thiệu qua một chút về cái mẫu này nhá. Riêng cái mẫu này là một cái mẫu dao bản vừa rồi, mình có thể mình vừa chặt cây được, mình đào đất được, mình thái được, ngoài ra thì chặt được cả gà vịt luôn, cả gà vịt chín và gà vịt sống nhá. Đấy, da mèo nó rất là đa năng đúng không ạ? Cái này thì sẽ có chiều dài lưỡi rơi vào khoảng 25 cm, và bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 5,5 nhá. Sống dao ở đây sẽ dày 6 ly, và da mèo thì nó sẽ vát đều về phần lưỡi và cái bụng, thế bụng thì ở đây nó sẽ hơi nó sẽ không phải là thuôn mà là bụng kiểu bụng phễ. Đó, xong rồi nó về cái phần lưỡi dao này nó sẽ vát lên như thế này, tạo cái độ nhọn cho con dao này, để khi mà mình có thể mình thái được, mình lọc được luôn này. Đó, vừa lọc được luôn này, rất là tiện luôn. Đấy, chặt cây cắt quang thoải mái luôn ạ. Và những cái bản như thế này, tốt chút thế này thôi, nhưng mà khi mà mình cầm này, đây nó cũng có những tạo mình những cái độ ôm này, mình để tay vào cầm ôm rất là ôm tay luôn, và cầm rất là chắc tay nhá, nhìn nó trơn trơn vậy thôi, nhìn nó bóng nhưng mà nó không hề trơn đâu, không hề trơn trượt gì nhá, cầm rất là đầm tay và chắc tay luôn. Đó, một cái mẫu như thế này hiện tại đang có giá là 990.000 ạ. 990.000 một em này. Đó, 990.000 một em này, rất là đa năng luôn. Nếu mà các anh chị mình đang quan tham khảo thì mọi người đừng bỏ qua cái em này nhá. Đó, em sẽ cho dao vào này. Đấy, em sẽ cho dao vào này. Và ở đây thì sẽ có cái chế độ khóa dao, mọi người chỉ cần là gạt nhẹ sang một bên như thế này thôi. Đó, mình chỉ cần gạt nhẹ sang một bên như thế này thì dao nó cũng đã rất là chắc chắn rồi. Thì ở đây thì em gạt nhẹ thôi, em gạt nhẹ để một chút nữa thì em sẽ bỏ ra và em đi bọc lại, để nếu mà mọi người lấy thì em sẽ gửi luôn cho mọi người ấy. Em cũng không gạt mạnh quá đâu. Ở đây thì tiếp theo thì em sẽ, mọi người có thể thấy là ở đây em sẽ có một cặp mẹ bồng con, nhưng mà mẹ bồng con ở đây sẽ là mẹ bồng con liền nhá. Em thì sẽ, bên em thì có cả mẹ bồng con rời và mẹ bồng con liền. Nhiều anh chị thì mình thích bản rời để khi mà mình mang đi đâu, thì mình thích mang con nhỏ thì mình mang con nhỏ, mình thích con to thì mình sẽ mang con to. Nhưng mà ở đây thì hôm nay thì em giới thiệu đến mọi người sẽ là một cặp liền như thế này, một cặp mẹ bồng con liền như thế này, để mình đi mình nó liền, nó đây, ở đây thì nó được cố định bằng đinh ở trong này rất là chắc chắn rồi, nó không bị rơi ra đâu, nên là mọi người yên tâm nhá. Đó, con này thì cầm nó khá là nặng tay. Em cầm thì nó khá là nặng tay nên mọi người ạ. Ở đây thì sẽ có một em sẽ là, em này sẽ là 12 cm và em này thì sẽ là 28 cm. Nó sẽ là một cái bản nhỏ nhất và một cái bản to nhất. Em cũng có cả size 25 để mọi người có thể lựa chọn. Thì cái size 25 thì khó, nhưng mà nếu mà mọi người lấy thì mọi người báo em luôn nhá, để em biết là em báo xưởng làm ấy. Tại vì là cái này thì bên em đây, đây. Thì thường thì những cái mẫu này bên em làm liền như thế này thì cây to nhất sẽ là 28 và cây nhỏ này thì sẽ là cây 12. Nên là nếu mà mọi người muốn thích, nếu mà mọi người thích cái size 25 ấy thì mọi người bảo em để em báo thì mình sẽ làm liền hoặc là mình sẽ làm rời này. Đó, em sẽ rút con dao ra cho mọi người cùng xem nhá.
Cây này thì sẽ là cây 12 cm, lưỡi sẽ dài 12 cm và bản rộng ở đây sẽ rơi vào 3,5 thôi. Cái mẫu này thì cái lưỡi nó rất là nhỏ nên là cái tem chống hàng giả thì em sẽ dán sang bên này. Nếu mà những cái lúc mà mọi người rút dao ra mà không thấy thì mọi người hãy lật lại xem giúp em nha. Đó, cán này thì cũng sẽ là cán gỗ cẩm chì này, bản cũng sẽ hơi rát như thế này. Đó. Khâu và chốt là đồng thau ạ, rất là chắc chắn luôn ạ. Em này thì rất là tiện, mình có thể là mình sẽ chuyên để mình gọt cây này, gọt hoa quả, bổ hoa quả này. Ngoài ra thì anh chị nào mình kiểu hay kiểu che nứa mà mình hay kiểu tách ra ấy, đó thì mình có thể là lựa chọn cái mẫu này, tại vì cái bản nó nhỏ mà cái sống dao của nó dày ấy. Đây, cái sống dao của nó dày ấy thì mình cầm mình gọt để mình vót che vót nứa này, nó rất là tiện luôn. Đó, để mình đi rừng này. Đi rừng thì một em như thế này mình có thể là mình gọt rau củ này, mình gọt hoa quả này. Còn cái em to hơn này, cái em to hơn này thì này. Đó, cái chế độ khóa dao này chỉ cần nó kêu tách một cái là nó sẽ lấy rồi. Đây. Đây là cái phần lưỡi dao nhé mọi người nhá. Cán này cũng sẽ là cán gỗ cẩm chì này. Đó, khâu và chốt ở đây thì sẽ là đồng thau nha. Đó, khâu và chốt ở đây thì sẽ là đồng thau. Và ở đây thì thấy có những cái họa tiết như thế này là gỗ cẩm chì, bao giờ cũng thế, nó lên vân rất là đẹp luôn. Em này phải gọi là quá là xuất sắc luôn rồi đấy ạ. Đó, cả mẹ cả con. Đấy, mẹ nào đúng kiểu mẹ nào con đấy luôn ạ. Đó, đây ạ. Đây là cái lưỡi dao mọi người nhá. Đây, em này thì sẽ là em 20, size 28. Size 28 nha. Đó. Cây này thì sẽ có chiều dài lưỡi dài 28 cm. Và bản rộng ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 6,5 ạ. Đấy, bản rộng rơi vào 6,5. Cái dáng da mèo này thì nhìn nó rất là xinh. Rất là xinh luôn. Đó, đây một em da mèo như thế này. Quá là xuất sắc đúng không ạ? Cây này thì mình có thể là mình chặt cây, mình phát quang. Mình da mèo thì nó đa năng rồi, em cũng giới thiệu đến mọi người nhiều rồi về cái chức năng của nó, thì nếu mà mọi người xem, mọi người tham khảo nhiều thì mọi người đều biết rồi. Còn về quan trọng là cái chất liệu lưỡi dao này. Đó, quan trọng là cái chất liệu lưỡi dao liệu nó có chất lượng không, liệu nó chặt có tốt không, cầm có đầm tay không, chặt có ăn cây không, thì mọi người cứ yên tâm. Đấy. Thì cái này thì em dù em có nói thế nào thì mọi người, nếu mà mọi người chưa sử dụng thì ắt hẳn là mọi người cũng không tin đâu, nên là mọi người tin em đi, những cái mẫu dao của bên em ấy. Đấy, về cái chất liệu này bên em sẽ chọn những cái chất liệu tốt nhất để làm, nên là khi mà mình sử dụng thì mình sẽ rất là yên tâm. Đó, thì một cái cặp dao như thế này mình có thể mình vừa, đấy một cặp như thế này, một cặp cây nhỏ thì mình có thể là mình cắt gọt rau củ quả này, thái gọt rau củ quả. Còn cây to mình sẽ để chặt cây phát quang. Đi rừng thì chỉ cần một cặp như thế này là đủ. Và ở đây thì sẽ có đục thêm một cái lỗ như thế này để mình có thể luồn dây qua. Sau rồi mình sẽ dắt bên hông như thế này ạ. Đó, mình sẽ dắt bên hông như thế này, rất là xinh luôn. Đấy, dắt bên hông như thế này để mình mang đi rừng thì rất là tiện. Cặp này thì hiện tại đang có giá là 1.350.000. Nếu mà mọi người lấy lẻ con mẹ thì sẽ là size 28 thì sẽ là 750. Còn nếu mà size 25 thì là 700. Còn mà nói là cái cây nhỏ này thì sẽ là 580.000, 580.000 một cây nhỏ này. Đó, thì vừa rồi thì em vừa lên cho mọi người 4 cái mẫu dao đi rừng. Đấy, từ bản to bản nhỏ này, rồi một em dìu mini để mình chuyên đi phượt này. Nếu mà mọi người thích cái mẫu nào thì mọi người để lại số điện thoại ở dưới comment để em biết nhé. Hoặc là mọi người có thể là gọi cho em theo số 0987 240 733. Website của bên em là giaophucsen.vn hoặc là htxgiaophucsen.com. Nếu mà mọi người ưng ý thì gọi cho em nghe nhé. Hôm nay thì em xin phép tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nhé. Xin chào.